Thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát động. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vào trung tuần tháng 4 năm 2024, tại thành phố Đà Lạt, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được phát động trên phạm vi cả nước nhằm cụ thể hóa nghị quyết 42 với mục tiêu là vận động xây dựng sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm 2025. Hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động để tạo động lực nhằm phát triển thực triển khai thực hiện tốt chương trình hành động số 78 ngày 11 tháng 3 năm 2024 của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quyết tâm đặt chuẩn tiêu chí về nhà ở theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở và là một trong những tỉnh khá trong cả nước theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 đã đề ra. Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 3,16%, tương ứng với hơn 11.300 hộ, gồm trên 3.900 hộ nghèo và hơn 7.400 hộ cận nghèo. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số còn 8,75%, tương ứng với gần 7.130 hộ. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 2.826 gia đình có chỉ số thiếu hụt về chất lượng nhà ở, có nhà ở không bền chắc. Thống kê giai đoạn 2019 đến 2024, từ nguồn quỹ vì người nghèo cả cấp đã xây dựng 2.324 căn nhà, sửa chữa 654 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị là 90.672.000.000 đồng. Qua đó đã góp phần giúp hàng ngàn hộ nghèo, người nghèo trên địa bàn của tỉnh ổn định cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian qua, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được tổ chức lồng ghép với các phong trào thi đua thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách hiệu quả, gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hạ tầng các khu dân cư của tỉnh khang trang văn minh, tổ chức phong trào thi đua toàn diện, liên tục và rộng khắp. Trước hết, phát huy nội lực trong mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, để hoàn thành các chỉ tiêu thi đua xóa nhà tạm về đích trước thời hạn. Tập trung các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, nơi có nhiều nhà tạm, nhà dột nát. Phấn đấu 100% số xã được công nhận nông thôn mới trong 3 giai đoạn không còn nhà tạm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, tôi thiết tha kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí để tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, vươn lên giảm nghèo bền vững. Để thực hiện tốt cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian tới cần huy động sự vào cuộc của toàn xã hội thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Ngay tại lễ phát động, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát đã có 12 đơn vị tổ chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đăng ký và ủng hộ phong trào thông qua quỹ vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng với tổng trị giá 5 tỷ đồng. Hưởng ứng cái phát động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đợt này, thì Adamant chúng tôi đã ủng hộ 1 tỷ đồng để hỗ trợ giúp xóa nhà tạm khoảng 20 hộ gia đình. Thì cái phần kinh phí này chúng tôi trích từ cái gọi là tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh của đơn vị để ủng hộ tham gia, và chúng tôi cũng
kỳ vọng là với cái tấm lòng của gần 400 cán bộ nhân viên của tỉnh thì cũng có thể góp phần một phần nhỏ nào trong cái phong trào xóa nhà tạm, xóa nhà dục nát của trên địa bàn tỉnh theo lời phát động của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc mà tham gia cái hưởng cái phong trào thi đua này thì ý thức trách nhiệm của tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đã thực hiện điều này từ cách đây nhiều năm rồi. Các cái chương trình hoạt động phong trào thi đua như thế này thì tôi nghĩ rằng là một cái hoạt động vô cùng cần thiết, bởi vì ở trọng trách của những người chủ doanh nghiệp á, thì khi có cái hoạt động như vậy thì lúc này cái trách nhiệm với xã hội họ càng lớn hơn, và do vậy cái động lực để chúng tôi kinh doanh có lợi nhuận nhiều hơn và kinh doanh thành công nó sẽ càng mạnh mẽ hơn với chúng tôi. Nhìn lại công tác giảm nghèo nói chung, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng thời gian qua cho thấy, cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương, các cấp các ngành đã tích cực quan tâm vào cuộc, góp phần ổn định, cải thiện đời sống của người dân, góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chính vì thế, để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có khó khăn về nhà ở, để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do, thành quả của quá trình đổi mới, đúng với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Phải quan tâm, chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội cho người dân, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13.